Hành trình trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam của Khánh Vân sau 3 tháng với nhiều thử thách, tối 7 tháng 12, chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 đã chính thức được diễn ra tại Nha Trang, Khánh Hòa. 44 thí sinh cùng xuất hiện lộng lẫy trên sân khấu với màn chào sân ấn tượng. Ngay sau đó, top 15 và top 10 được công bố tiếp tục trình diễn bikini, dạ hội, ứng xử để tìm ra người xứng đáng nhất cho chủ nhân chiếc vương miện. Đây là thay đổi khá mới, đúng chuẩn quốc tế để tăng thêm kịch tính cũng như là sự hấp dẫn dành cho khán giả. Lọt vào top 3, ghi điểm ở phần thi ứng xử, Nguyễn Trần Khánh Vân đã xuất sắc trở thành người kế nhiệm Henie E và là tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 năm nay. Đây được cho là một cái kết vô cùng xứng đáng trong suốt hành trình 3 tháng vừa qua của người đẹp. Nguyễn Trần Khánh Vân sinh năm 1995, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Cô từng được xướng tên là người đẹp áo dài, top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2015 và giải bạc siêu mẫu năm 2018. Với kinh nghiệm chinh chiến tại nhiều cuộc thi dành cho người mẫu, sau 4 năm quay lại, Khánh Vân quyết tâm mang đến một hình ảnh mới mẻ và trưởng thành hơn tại cuộc thi năm nay. Không chỉ thế, cô nàng còn sở hữu chiều cao khá lý tưởng 1m74, trước đó là một trong những đối thủ đáng gờm với các thí sinh khác tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Ngay trước thềm chung kết, Nguyễn Trần Khánh Vân còn xuất sắc đoạt giải thưởng phụ thí sinh được bình chọn có khả năng catwalk tốt nhất Hoa hậu Hoàn vũ 2019, vượt qua hai đối thủ nặng ký trong top 3 best catwalk được công bố trước đó là Nguyễn Thị Hương Ly và Nguyễn Huỳnh Kim Duyên. Khánh Vân không khỏi bất ngờ và tỏ ra vô cùng hạnh phúc. Trước khi trở thành tân Hoa hậu Hoàn vũ 2019, người đẹp là cựu sinh viên ngành diễn viên kịch điện ảnh của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Cô cũng từng tham gia diễn xuất trong một vài bộ phim như là Thiếu gia nhà nghèo, Trại cá sấu. Trong một bài phỏng vấn, Khánh Vân chia sẻ rất thích học thiết kế thời trang và mong muốn một ngày nào đó sẽ tự tay thiết kế được những bộ áo dài thật đẹp. Trong một tập thi Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Khánh Vân từng khóc chia sẻ thuở bé cô bị xâm hại tình dục. Người đẹp vì thế muốn bênh vực những nạn nhân của vấn nạn này. Vì sao Khánh Vân đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019? Không phải thí sinh có câu trả lời ứng xử tốt nhất trong top 3, song Khánh Vân đã lên ngôi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Tân Hoa hậu Khánh Vân bật khóc cảm ơn ba mẹ sau đăng quang. Sau khi đăng quang, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 Khánh Vân xúc động bật khóc, gửi lời cảm ơn đến gia đình đã ủng hộ mình trong suốt cuộc thi. Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 diễn ra vào tối ngày 7 tháng 12 đã tìm ra chủ nhân của chiếc vương miện, đó là Nguyễn Trần Khánh Vân, sinh năm 1995 đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Hai á hậu là Thúy Vân và Kim Duyên. Ngay sau đêm thi, mạng xã hội xuất hiện những ý kiến trái chiều. Một số khán giả cho rằng Khánh Vân chiến thắng chưa thuyết phục vì trả lời ứng xử chưa tốt. Tuy nhiên, trả lời báo chí, các giám khảo cho rằng đây là kết quả nhận được sự đồng thuận và Khánh Vân xứng đáng với vương miện. Về điểm số, ban giám khảo chấm thí sinh qua từng vòng và đơn vị kiểm toán chịu trách nhiệm cộng điểm tổng. Zing.vn đặt câu hỏi cho nhà thiết kế Công Trí về việc Khánh Vân trả lời ứng xử không ấn tượng dẫn đến kết quả gây tranh cãi. Anh đáp, đối với tôi, câu trả lời đó hợp lý với thí sinh trong thời điểm này. Bằng sự chân thành, bằng cái tâm của mình, Khánh Vân đã chạm đến trái tim của những vị giám khảo khó tính. Câu trả lời ngày hôm nay không thể nói hết nỗ lực của bạn ấy trong chặng đường 3 tháng. Nhà thiết kế chia sẻ thêm, có những bạn khi mới bước vào cuộc thi rất nổi bật nhưng sau 3 tháng có bạn bứt phá lên, có bạn lại mệt mỏi. Bất cứ cuộc thi hoa hậu nào cũng có ý kiến trái chiều, có người yêu mến, có người không yêu mến. Nhiệm vụ của ban giám khảo là tìm được người đủ yếu tố, đủ kỹ năng để trau dồi cho cuộc thi quốc tế sắp tới. Hôm nay, ở trong khán phòng này, khán giả hô tên Khánh Vân rất nhiều, tôi nghĩ đó là câu trả lời. Bà Võ Thị Xuân Trang, trưởng ban giám khảo khẳng định mọi thứ được chấm trên sự công bằng. Họ không đi tìm một cô gái giống như Phạm Hương hay Henie, mà là một cô gái chân thành với những phẩm chất tốt đẹp. Các thí sinh năm nay khá đồng đều, nhưng điều mà Khánh Vân mang đến ở mỗi lần phỏng vấn là sự thân thiện, ấm áp, dễ thương, sự lễ phép. Chúng tôi muốn lan tỏa điều này đến các bạn trẻ. Nhiều người có thể thấy câu trả lời của bạn ấy chưa đã, nhưng chúng tôi đã đi cùng bạn nhiều tháng, thời gian sẽ trả lời cho kết quả hôm nay. Phóng viên tiếp tục câu hỏi cho bà Xuân Trang. Bên cạnh trái tim ấm áp, sự tử tế, vẻ đẹp của Khánh Vân liệu có tiệm cận với vẻ đẹp quốc tế? Trưởng ban giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam giải đáp. Theo kinh nghiệm nhiều năm của tôi, từ khi Hoàng My rồi đến Phạm Hương đi thi, tôi thấy giám khảo quốc tế đánh giá cao sự chân thật, cái thật trong con người, trong ánh mắt. Một trong những điểm họ chọn Henie chính là sự chân thành, năng lượng yêu thương lan tỏa đến mọi người. Và Khánh Vân là người lan tỏa năng lượng tích cực, bình an, bà Xuân Trang nói. Theo ban tổ chức, Thúy Vân mất điểm vì sự cố ở bán kết, cô được đánh giá là can đảm, nhưng ban tổ chức đề cao sự yêu thương và trái tim ấm áp. Vì sao Thúy Vân không thể trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019? Thúy Vân có hài lòng với kết quả đạt được.
Khi quyết định tham gia cuộc thi thì tôi biết mình phải cố gắng hết sức mình. Tất nhiên là với những gì đã làm, sự quyết tâm và cố gắng là điều quan trọng. Điều hối hận là trong quá khứ, có những thứ chưa làm được thì hiện nay tôi đã thực hiện được và kết quả này là kết quả mà tôi đã hài lòng. Mọi người cảm thấy tiếc nuối vì 2 năm sau Thúy Vân đã hết tuổi thi quốc tế, liệu kết quả này có gây cản trở với kế hoạch của chị? Tất nhiên, ai trong chúng ta sẽ có những kế hoạch và ước mơ riêng. Tôi đến với cuộc thi vì mong muốn có cơ hội đại diện Việt Nam tại cuộc thi Hậu Hoàn Vũ, nhưng kết quả cũng đã có và tôi hoàn toàn hài lòng với kết quả này. Tôi xin chúc mừng hai bạn vì đã có thể đi thi quốc tế trong khả năng của mình, nếu được tôi sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Sự cố trong đêm bán kết có ảnh hưởng đến kết quả của Thúy Vân. Chúng tôi chấm điểm theo cả quá trình, tất cả các phần thi của thí sinh đều được ghi nhận. Về sự cố trong đêm bán kết, Thúy Vân cũng bị trừ một phần số điểm. Vì vậy, điểm của Vân không cao bằng hai bạn còn lại. Chương trình đưa ra tiêu chí là lựa chọn một hoa hậu có trái tim dũng cảm. Những điều đó Thúy Vân đều đáp ứng được nhưng cô ấy không đăng quang. Phải chăng ban tổ chức đang đi ngược lại tiêu chí của mình? Trong top 3, Thúy Vân là lựa chọn phù hợp để đi thi quốc tế trong thời gian ngắn bởi ban tổ chức ít phải huấn luyện nhất. Vì sao cô ấy không được ngôi vị cao? Mục tiêu của cuộc thi là chọn một hoa hậu Việt Nam đi thi hoa hậu Hoàn Vũ Thế Giới. Nhưng chúng tôi có những tiêu chí riêng, mỗi người đều có những thế mạnh, phẩm chất riêng. Nhưng chúng tôi ưu tiên sự yêu thương và cống hiến. Ai cũng có sự cống hiến và cạnh tranh. Thúy Vân thì mạnh về phần cạnh tranh bởi bà ấy đã có kinh nghiệm đi ra đấu trường quốc tế. Nếu đi ra đấu trường quốc tế, ban tổ chức sẽ không phải lo lắng gì nhiều cho cô ấy. Tuy nhiên, phẩm chất mà ban tổ chức đề cao là sự yêu thương và trái tim ấm áp của người phụ nữ. Thời gian sẽ trả lời câu hỏi việc lựa chọn của ban giám khảo có đúng hay không, có xứng đáng hay không. Hoàng Phương là thí sinh được đánh giá cao từ trước đêm chung kết nhưng không được vào top 5, lý do vì sao? Bạn không được vào top 5 vì số điểm thấp hơn các thí sinh khác. Nếu để so sánh với các bạn top 5 thì Hoàng Phương không bằng. Tuy nhiên, điểm của bạn ấy cũng khá cao, có thể là top 6, top 7. Ở đây tôi không tiện nói. Cuối cùng thì chiếc vương miện Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019 đã có chủ. Tuy nhiên, bất cứ cuộc thi sắc đẹp nào cũng kèm theo những nhiều tai tiếng và ý kiến trái chiều. Chỉ mong tân Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam của chúng ta sẽ có nhiều biểu hiện tốt và nhiều hoạt động vì cộng đồng để xứng đáng với ngôi vị mới. Cuối cùng, xin chúc tân Hoa hậu Hoàn Vũ Nguyễn Trần Khánh Vân.